Dạ, mình chào bà con và các bạn đến với kênh Lưu Nguyễn và nhà vườn của em Trúc An nha. Hôm nay mình tiếp tục giao lưu hoa giấy thành phẩm ghép nhiều màu nha bà con. Có một số giống đổi màu rất là đẹp luôn. Thế thì mời bà con và các bạn cùng chi tiết với nhà vườn. Anh chào Trúc An. Dạ chào anh em, dạ chào cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay nhà vườn em tiếp tục giao lưu số cây hoa giấy thành phẩm. Dạ cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em clip vừa rồi. Dạ để không mất thời gian thì em lên mã số 1. Cây Ấn Độ. Ấn Độ đổi màu. Dạ chiều cao là 67. Tay ngang là 45. Dạ hoành là 17. Em giao lưu với giá là 260. Mã số 2. Cẩm thạch ruby thánh lửa. Dạ chiều cao là 55. Tay ngang là 38. Dạ hoành là 13, cây mã số 2 em giao luôn với giá là 280. Ruby, tím lửa, cẩm thạch. Tiếp theo mã số 3. Tiểu Ấn Độ đang bông rất đẹp luôn bà con ơi, đậm màu. Dạ chiều cao là 60. Tới ngang là 60. Cây mã số 3 em vô với giá là 260. Hoa đổi màu rất là đẹp luôn. Mã số 4. Cẩm thạch pin bát. Dạ chiều cao là 50. Tới ngang là 42. Dạ hoành là 13, cây mã số 4 em giao lưu với giá là 280. Cẩm thạch hồng pin bát. À, số 5. Tiếp theo là một cây tiểu Ấn Độ luôn. Quá chịu bông đậm à. Dạ chiều cao là 52. Tiếng ngang là 55. Dạ hoành là 15. Cây mã số 5 em giao lưu với giá là 280. Một rễ lắc lượng nha bà con. Mã số 6. Một màu. Lửa. Màu cam lửa. Dạ chiều cao là 60. Tới ngang là 45. Là 14. Cây mã số 6 giao lưu với giá là 260. Cây lùng lực. Mã số 7. Dưa hấu. Dưa hấu vàng. Dạ chiều cao là 58. Tới ngang là 45. Giao hoành là 13, cây mã số 7 giao lưu với giá là 240. 240k dưa hấu vàng. Mã số 8. Cây ghép hai mặt. Tím pháp. Tím pháp và dưa hấu vàng. Dạ chiều cao là 57. Tới ngang là 42. Dạ hoành là 11. Cây mã số 8 giao lưu với giá là 250. Mã số 9. Cây số 9 tiểu Ấn Độ. Cây này lên màu cũng rất là đậm luôn. Dạ chiều cao là 60. Tới ngang là 42. Dạ hoành là 11. Cây mã số 9 em giao lưu với giá là 250. Mã số 10. Ok, dưa hấu vàng.
Dạ chiều cao là 52, tấn ngang là 32, giao hoành là 10. Cây mã số 10 em giao lưu với giá là 250. Cây đế gụn đẹp, động lực mini. Cây tím pháp. Pháp. Dạ chiều cao là 54, tấn ngang là 32, giao hoành là 10. Cây mã 11 em giao lưu với giá là 260. Tím pháp. Mã 12. Cây trắng mã lại. Trắng mã lại. Dạ chiều cao là 55, tấn ngang là 40. Giao hoành là 10, cây mã 12 em giao lưu giá là 260. Một mặt trắng mã lại. Mã 13. 13, cây cẩm thạch đỏ lửa. Giống cũng đang còn rất mới nha. Dạ chiều cao là 62, tấn ngang là 40, giao hoành là 13. Cây mã 13 em giao lưu với giá là 280. Trời, chỉ mưa gió quá bà con ơi. Mã 14. Tiếp theo mã 14. Hoàng kim. Hoàng kim ba mặt cam đỏ vàng. Dạ chiều cao là 52, tiếng ngang là 40, giao hoành là 15. Cây mã 14 em giao lưu với giá là 280. Cây đế sữa của bình đẹp nha con, lùng lực hoàng kim ba màu. Mã 15. Ba màu luôn, bốn mặt trắng mã lai, tím pháp, dừa hấu và kajata. Dạ chiều cao là 55, tấn ngang là 40, giao hoành 11. Cây mã 15 em giao lưu với giá là 260 cho cây bốn màu. Mã 16. Một màu duy nhất. Thiểm độ. Dạ chiều cao là 60, tấn ngang là 30. Cây đang phun hoa luôn. Giao hoành là 10. Mỗi đọt mỗi một chùm. Cây mã 16 em giao lưu với giá là 250. Tiểu Ấn Độ. Vàng dưa hấu. Dạ chiều cao là 42, tấn ngang là 45, giao hoành là 13. Cây mã 17 giao lưu với giá là 250. Dưa hấu vàng để lắc lượng nha bà con, hai rễ. Mã 18. Một màu vàng rất là đẹp, vàng hoàng kim. Cái hoa và cái lá nó cũng khác với cái hoa và lá vừa rồi nha bà con. Dạ chiều cao là 60, tấn ngang là 35, vàng hoàng kim. Dạ hoành là 11. Cây mã 18 em giao lưu với giá là 207. Bông rất là sáng luôn nha. Mười chín tím pháp. Một mặt tím pháp. Dạ chiều cao là 55, tấn ngang là 40, giao hoành là 11. Cây mã 19 em giao lưu với giá là 260. Cây đế sổ rất là quái luôn.
mã 20. Cây dưa hấu. Dưa hấu đỏ. Dạ, chiều cao là 55. Tiếng ngang là 34. Dạ hoành là 11. Cây mã 20 em giao lưu với giá là 250. Mã 21. Cây ghép pin da. Ghép pin da. Dạ, chiều cao là 55. Tiếng ngang là 40. Dạ hoành là 13. Cây mã 21 em giao lưu với giá là 260. Đỏ Red Visa. Tiếp theo cây mã 22. Hồng gân. Hồng gân. Đang phun hoa luôn. Dạ, chiều cao là 65. Tiếng ngang là 44. Dạ hoành là 10. Cây mã 22 em giao lưu với giá là 270. Dạ, mã 22 cũng là mã cuối cùng. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã xem tới cuối clip. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị. Rồi, cảm ơn Trúc An. Cảm ơn bà con mình rất là nhiều ha. Hy vọng bà con mình hợp nhãn chút hồi nhà vườn. Bye bye bà con, hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ.